Yo, đây là Tip đến từ 16 North Side. Tên thật của mình là Phạm Hoàng Hải. Mình đến với chương trình rất là tình cờ. Cái ngày hôm đó là một người bạn, một người anh em của mình đến và đăng ký tham gia casting. Thì mình có đi cùng để cổ vũ và khích lệ tinh thần. Mình cảm nhận được là nếu mình đăng ký tham gia chương trình này, mình sẽ được trải nghiệm cách làm việc chuyên nghiệp và được gặp những người mà mình đã muốn gặp từ lâu. Nên là mình có đăng ký và cũng may mắn là được vào vòng trong. I got my dream on the V12, fixing my flow on the detail. Từ năm 2005 mình là rap fan. Sau một thời gian dài thì mình thấy cái đam mê nó lớn hơn. Đến năm 2015 là mình quyết định chơi rap một cách nghiêm túc. Cái thời gian mà mình còn đi học đại học và mình chơi rap thì mình cũng khá là bỏ bê, nên là gia đình cũng không đồng ý lắm. Nhưng mà cái đam mê nó cũng lớn dần theo cái sự trưởng thành của mình, là mình đã quyết định chọn cái con đường này. Sau khi mà chứng minh được, mình lo được cho bản thân mình, thì ba mẹ mình cũng đã thay đổi cái cách nhìn nhận về rap, về hip hop. Ba mẹ mình cũng đã chấp nhận con người của mình và có phần tự hào nữa. Việc mình đi thi cũng không ai biết. Khi mà mình gọi điện về cho thì ba mẹ chỉ bảo bố mẹ tự hào về con đã làm tốt nhé. Thì mình cũng muốn khuyên các anh em khác, mọi người hãy chấp nhận mạo hiểm và bỏ các cái giới hạn của mình. Hãy sống một cái tuổi trẻ, đừng để nó lãng phí, bởi vì nó chỉ đến một lần thôi. Nếu các bạn kiên định và tin tưởng cái con đường mình đã chọn thì mình tin là các bạn sẽ thành công. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion. Chào anh Trần Thành, chào bạn, chào ban giám khảo, các huấn luyện viên và toàn bộ mọi người ở trường quay ạ. Nhìn là có vẻ chất đấy. Không biết bên trong có chất hay không thôi. Thế là tên gì? Em là Phạm Hoàng Hải. Em sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Rap name của em là 16 Tip. 16 Tip là tên. 16 là biển số xe cũ ở Hải Phòng. Bây giờ là 15 rồi nhưng mà vẫn giữ. Thường các bạn có xu hướng đặt tên theo bảng số nhỉ? Sau đó hometown của em ạ. Thế hôm nay bạn đến đây để mang lên chủ đề gì? Hôm nay em thử nghiệm với chủ đề tình yêu ạ. Bài Anh Bỏ Thuốc Chưa? Một bài hot. Và hy vọng như Binzy đã nói, em phải xóa tan đi cảm giác của người ta khi nghe cái bài cũ. Hy vọng em thành công. Một tràng pháo tay cổ vũ cho bạn thưa quý vị. Mọi người hát nhá. Trong ngày hôm trước đây, em cứ thắc mắc mãi, sao nghe cô chia tay, anh bình thản như người đi trên giấy. Không còn gặp nhau, không còn đưa đón, không em ngồi sau ngày mưa gió. No. Gạt tàn đầy thêm, ngày một ngày thêm, không thể trở lại ngày xưa đó. Smoke. Kỷ niệm ùa về những cơn gió. Gió. Chỉ thoáng qua thôi hạt mưa nhỏ. Nhỏ. Em thực sự nghĩ anh bình tâm hay em nghĩ như hình xăm mình chưa có? What? Nắm tay chạy trốn khỏi đám đông. Khi vài câu nói khiến em cảm động. Huh? Nỗ lực để có được thành công. Vì đời anh đâu được trải thảm rộng. Nắm tay chạy trốn khỏi đám đông. Khi vài câu nói khiến em cảm động. Huh? Nỗ lực để có được thành công. Vì đời anh đâu được trải thảm rộng. Người mà anh yêu chia tay được, theo em thuộc lại đã là gì? You just got your secret. I just got my secret. Chỉ có anh đang chưa muốn thôi em. Em đâu cần quan tâm làm gì. You just got your secret. I just got my secret. Anh yêu anh còn chia tay được. Theo anh thật là đó là gì? Young Tip. Chia tay còn quan tâm làm gì? Nhắn tin hỏi han nhau làm gì? Anh lại đốt thêm một điều nữa. Again. Lắng nghe màn mưa đang thầm thì. Làn khói lan tỏa ngoài ban công. Khói. Dòng người hối hả đường đang đông. Nice. Đã quá nhiều lần anh tự hỏi. Hỏi. Liệu anh thực sự còn đáng sống? Môi anh còn khói nhưng không còn vương trên môi em. Nhớ những ngày tháng mình bên nhau tuy rối ren. Nắm tay cười nói khi bầu trời đã tối đen. Nụ hôn đầu ngõ hay cái ôm nơi cuối hẻm. Những ngày dài đẵng khi mà mình không bên nhau. Chỉ có khói thuốc ở bên cạnh anh đêm thâu. Đã có đôi lần anh muốn dập. Yeah, chắc không nên đâu. Anh yêu anh còn chia tay được. Yeah. Bao nhiêu ai quên anh, em nhìn anh trong.
Yeah, 16. Wait, hold up. Đôi chân em đi đâu lang thang, tại sao không cầm tay anh và treo lên tầng lầu? Yêu em môi đôi môi đoan trang, tầm mơ được em trao nụ hôn như lần đầu. Nụ cười nàng đẹp như bling bling. Baby, you touch my heart. Trong cơn tay dòng mà linh tinh. You make me dance, let's go. You make me feel it, let's go. Baby, you still in my heart. Anh trao em bao nhiêu câu thơ. Em trao anh chơi tin tần vỡ. Nghĩ suy vẫn vỡ, đêm về nằm mơ. Mỗi khi nàng xa thì càng nhớ. Thơ đầy trăng vỡ, chặng đường giang dở. Anh em 16 vẫn đang chờ. 16. Ngủ trưa, trời đã đổ mưa. Liệu em có muốn đi vài vòng đêm quê vẫn ngủ mơ. Nằm giữa thủ đô, nhưng tâm trí anh như Sài Gòn. Anh nhìn ngắm em nhẹ nhàng bước ra từ trong club. Nồng nàn nước hoa mong được cùng nàn lướt qua bao đam mê. Nhưng sau đêm nay thì anh sẽ không chắc. Lướt tha, khi nàng lướt qua, thắm bay trong gió mùi nước hoa. Big boy không kè như chuyện nhỏ. Nhật, em có boyfriend hay bị bỏ mặc. Nhịp cây trước ta, nắng hậu nước ra. Gây nhẹt còn hơn cả thuốc lá. Đừng nhìn vào mắt anh quá lâu. Điều đó làm em bị đỏ mặt. Giờ em đang nơi đâu? Khi mà anh đang chơi flow. Đời em hơi lâu quá. Give you my rose. Giờ em đang nơi đâu? Khi mà anh đang chơi flow. Dress up and cool talk. Chill all day on the rooftop. Em không thích nghe lời cầu cảnh. Flow anh lên nhạc là nó chạy. Mắt anh đẹp có chạy. Chỉ một trong đó là có anh. Lấy thêm màu xanh và dịch cuốn. Bài này càng nghe càng thấy buồn. Pick up your phone không cần make up your tone. Nói cho anh nghe điều em muốn. Pick up your phone không cần make up your tone. Nói cho anh nghe điều em muốn. On the stage with you 16. Cài lên tóc em một bông hồng. Pick up your phone không cần make up your tone. Nói cho anh nghe điều em muốn. Let's go. Ở trong cuộc đời này ai cũng sẽ có những khoảng thời gian mà nó tồi tệ, mọi việc xảy ra không theo ý mình. Thì bạn chỉ có thể mới có một cách giải quyết thôi. Đó là mỉm cười và đi tiếp. Hãy biến tất cả áp lực của bạn trở thành động lực. Hải Phòng City. Ngồi ở đây không nghe một bài. Six and Chips on the mic. Thứ nhạc này họ chơi đồ này mà vùng đỏ. Hải Phòng City. Ngồi ở đây không nghe một bài. Let's go. Nhắc quá nhiều lời phán xét. Từ yêu thương đến chán ghét. Anh em đoàn kết nên sâu càn quét. Không thể dừng lại ở bán kết. Dù under hay là showbiz thì cũng phải sợ Covid. Rửa tay rửa mắt rửa mình. Mãi về cửa của mình. Có thể em thích quá nóng. Như Quang Hải đã đá bóng. Flow nhạc thì catchy. Đã có hơn cả Pepsi. Vẫn một chữ real không cần phải bày vẽ. Là chủ đề nóng các em gái hay kể. Có vài định kiến thì cần phải thay thế. Mọi người đều thích khi mà Hải quay xe. Vậy nên ai sẽ là người đi tiếp? Ai ai nên ai? Ai phải nói lời ly biệt? Ai ai nên ai? Ai được coi là thiên tài? Ai người là ai? Ai sẽ chọn thành huyền thoại? Ai Thứ nhạc này họ chơi đồ này mà vùng đỏ. Hải Phòng City. Ngồi ở đây không nghe một bài. Sensitive on the mic. Thứ nhạc này họ chơi đồ này mà vùng đỏ. Hải Phòng City. Ngồi ở đây không nghe một bài. Let's go. Phạt liều lo anh trapping so hard. Chứ không chỉ có một flow. Không như Binz dù truyền thông hay TV thì cũng chỉ có một pose. Có nghe nói anh thích chơi nốt. Beat vẫn còn đếm chơi nốt. Chơi melody như là JT. Killing this game như Swelly. Anh làm MC, haters, ghen tị, Trần Thành, MC. Nói câu nào là trend đi, lịch sử Việt rap giờ đã thêm 100. Làm nhạc cả đêm thì cũng nên chớp mắt. Còn chị Superboy dễ thương, như cái tên hợp nhất vẫn là quê đập rap. Vậy nên ai sẽ là người đi tiếp? Ai người là ai? Ai phải nói lời ly biệt? Ai người là ai? Ai được coi là thiên tài? Ai người là ai? Ai sẽ trở thành huyền thoại? Ai on the mic. Thứ nhạc này họ chơi đồ này mà vùng đỏ. Hải Phòng City. Ngồi ở đây không nghe một bài. Six and chips on the mic. Thứ nhạc này họ chơi đồ này mà vùng đỏ. Hải Phòng City.
chỉ lùi lại khi lấy đà. Ai cũng thích những ánh đèn sân khấu, nhưng còn biết bao người cầu hiến sức cảnh gạo. Làm quen với những lời đánh giá, vì chặng đường phía trước còn gian nan. Nỗ lực sẽ trả bằng thành quả, phần thưởng xứng đáng dành cho người can đảm. Có bao giờ bạn thấy mình lạc lõng, tâm tư chật cứng khi không ai tin tưởng, cảm thấy bất lực khi mình mất định hướng, nhưng mà áp lực sẽ tạo nên kim cương. Có bao giờ bạn thấy mình lạc lõng, tâm tư chật cứng khi không ai tin tưởng, cảm thấy bất lực khi mình mất định hướng, nhưng mà áp lực sẽ tạo nên kim cương. Ladies and gentlemen, 16T.